Đây, để hút cho mọi người coi nha. Nhấn lên và nó đưa mình lên trời, thấy chưa? Mình phải chạy thiệt nhanh qua nhà chị Panda. Đó, đợi bà đi ra, đợi bà đi ra nha. Bà đi ra cho ta. Ôi da, chết. Thôi, ông biết trốn được bao không ta? Đúng. Trời ơi, nó tức điên luôn các bạn ơi. Trời ơi, các bạn có biết gì chưa? Ngày hôm qua chị Panda đã bị đuổi học rồi. Ông thầy ông nợ anh chị Panda nè. Mà hả, nếu mà các bạn muốn biết tại sao mà chị Panda bị đuổi học thì hãy qua xem cái lớp học quái vật của mèo đi nha. Bây giờ chị sẽ đi qua bển hay chị lấy TNT này chị đặt nhà hết. Bây giờ chị sẽ đi bển chị trả thù nữa các bạn ơi. Trời ơi trời, cái nóc nhà của mình hư hoài vậy ta. Để mình sửa lại mới được. Trời ơi. Ê, chị Panda qua đây làm gì vậy chị Panda? Ôi, chị ơi, bà đặt TNT. Ôi, ôi, ai cho chị đặt TNT vô nhà em vậy? Ôi, ai ai? Sửa nóc nhà đi. Hư nhà em chị Panda, đừng có đặt TNT vô nhà em. Từ để em đi xuống, để em đi xuống. Các cái chuyện gì từ từ nói chị Panda. Thôi chị Panda, đừng có chẹt nổ rồi, xong luôn, chết rồi. Nó TNT ơi. Ôi, ôi. Trời ơi trời, rồi xong luôn. Trời ơi mấy bạn ơi. Chị Panda cho anh mình kìa, bạn thấy rõ ràng không? Hôm qua mình cho anh chị Panda trong lớp học quái vật của mèo. Thì hôm nay chị Panda đã trả thù mình bằng cách bỏ TNT vô trước cửa nhà mình rồi. Chết cha rồi, giờ nhà hư rồi, giờ sao xuống đây ta? Ôi trèo xuống, nguy hiểm quá. Xuống. Ây da, ui hên quá. Trời ơi, ngôi nhà của mình. Trời ơi, room của mình, tủ đồ của mình bây giờ đã banh hết rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, đúng là xây nhà kiểu này không an toàn tí nào hết mấy bạn. Xây nhà kiểu này chị Panda mà bả cho một phát là cái nhà mình kìa, banh chành xà lành hết luôn rồi, phá map luôn rồi. Tức quá, banh luôn cái nhà vệ sinh của mình rồi. Bây giờ mình lấy chỗ nào mình đẻ nữa đây. Tức quá. Bây giờ mình phải tìm cách mình trả thù chị Panda mới được. Bực mình, lấy cái rìu qua quýnh bả mới được. Ôi nó vui, nó vừa vui mà nó vừa đã gì đâu á. Ngày mai mình sẽ đi học lại và mình sẽ không vui đi hết. Ê mèo, chị Panda làm gì vui quá vậy? Trời ơi, có chuyện này nè, để chị kể mèo nghe. Nó vui giả man luôn mèo. Sao nghe chị đi qua nhà hốt cái tim tim là chị đặt phải không? Cái chị lấy mà chị chạc lên. Cái gì? Đó, cái chị chạy về. Trời ơi, chị Panda, nay chị gan vậy luôn hả? Chị dám qua coi nó hết được. Chị không sợ hồi nữa, không có đông vào sách kiếm kim cương tạt đầu chị hả? Trời ơi, chị không sợ, hút cười bắp. Chị có giáp kim cương nè. Nè, bây giờ chị nè, chị có giáp kim cương nè. Đó, giờ chị lấy hả, chị mặc vô nè. Trời ơi, chị gần có sợ rồi. Đó, thấy chưa? Trời ơi, cười bắp. Thôi, ông cầm kiếm gỗ ra thôi là ông quýnh chị đủ chết rồi. Chị bảo giáp kim cương chụp chưa xong hả? Chị có kiếm kim cương nè. Đó, thôi chị luôn. Chị nè, không biết đâu nghe, hồi hút qua đánh chị không biết đâu đó. Giờ em đi ngủ thì chị bên ta chờ ông qua đi. Không biết thì thôi, chị chờ nè. Qua đây. À, chị Panda ơi, chị Panda đứng lại, dám cho anh em hả, dám đốt anh nhà em hả? Chị Panda ngon lắm à, bận giáp kim cương không? Vô đây hút chắc luôn, vô đây chị Panda. Quýnh lộn. Ây da. Trời ơi, chị Panda giết mình luôn kìa. Đúng là chị Panda đáng ghét thiệt mấy bạn ơi. Chị Panda phá banh nhà của mình rồi, bây giờ còn lấy cây quýnh mình chết nữa. Đúng là chị Panda bây giờ đã quá đáng ghét rồi. Bây giờ hút sẽ cho anh chị Panda mới được. Bực mình quá. Bây giờ thì mình phải tạo ra một cái căn cứ bí mật và có quả tiễn để mình cho anh chị Panda nha mấy bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đi chế tạo căn hầm bí mật có quả tiễn mới được mấy bạn ơi. Đây, bây giờ mình đi xuống cái đã. Đây, để mình cho mấy bạn coi cái này nè. Đây là kho báu bí mật của mình. Mọi người biết tại sao mình để kho báu bí mật ở ngoài này không? Tại vì á, đây là kho báu bí mật mà mình đã chuẩn bị từ trước. Mình đã phòng hờ mỗi khi mà chị Panda hay là mèo hay là bất kỳ ai join mình thì mình sẽ giấu kho báu bí mật ở một cái gốc cây nào đó để mình đào lên cho mọi người coi nha. Coi kho báu bí mật coi. Úp, mở ra, đó. Đây là những vũ khí bí mật của mình nè. Đây là gì? Bàn phù phép Silver Roll nè, cúp đào Bedrock nè, cánh cổng thần kỳ nè, tên lửa hạt nhân nè, chuông báo động nè, đó mình sẽ lấy hết mấy cái này ra cho các bạn coi nha. Đây là những kho báu bí mật của mình. Đó, mình sẽ cầm những cái này ra, mình sẽ sử dụng những cái này để làm một tầng hầm bí mật có tên lửa hạt nhân để tròn chị Panda. Việc đầu tiên của mình cho các bạn xem, đây là cúp đào Bedrock. Thì mọi người biết đào Bedrock để làm cái gì không? Đào Bedrock để làm tầng hầm bí mật bằng Bedrock nó mới an toàn mấy bạn ơi. Chứ bình thường tầng hầm bí mật mà làm bằng đá cuội á thì á nó rất là dễ đào nè, thấy chưa? Các bạn thấy không, nó dễ đào không? Còn á, cái tầng hầm bằng Bedrock thì mấy bạn bao đào luôn, bao khó đào luôn, không bao giờ có thể bị phá vỡ được, đúng không mọi người? Bây giờ mình sẽ đi đào Bedrock mới được. Rồi, đây là Bedrock này mọi người. Thì Hút đã đào sâu tới mức mà tìm được Bedrock luôn. Đó, thì bây giờ Hút sẽ cho mọi người xem sức mạnh cái cây cúp này nha. Cây cúp này nó có khả năng là biến mọi Bedrock thành một khối rơm để cho mình đào được khối rơm. Và sau khi mình đặt khối rơm đó ra thì khối rơm nó lại trở thành Bedrock. Đây, không cần nói nhiều nữa để cho Hút cho mọi người xem nè. Búp. Đó, móc cây cúp ra là Bedrock nó biến thành rơm, thấy chưa? Mình sẽ đào một cách đơn giản thôi nè. Đó, đào, 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 đào,
cái này là bedrock nha mọi người. Nè mọi người coi nè, đá thì nó đâu biến thành rơm đúng không? Nhưng mà bedrock thì nó sẽ biến thành rơm để cho mình đào. Rồi bây giờ mình sẽ đặt bedrock lên nè nha. Đó, đặt ra thì nó sẽ tỏa là thành cục bedrock đó mọi người thấy không? Bây giờ thì anh Hút sẽ lấy lại cục bedrock này để xây tầng hầm bí mật nha. Anh Hút sẽ đào thiệt nhiều là nhiều bedrock luôn để anh Hút xây được một tầng hầm bí mật mà mèo với chị Panda hoặc là bất kỳ một ai trên đời này cũng không bao giờ phá được cái tầng hầm bí mật của anh Hút luôn nè. Xong rồi, sau khi anh Hút đã đào được một đống bedrock luôn nè mọi người thấy không? Đó, bây giờ anh Hút sẽ đào một tầng hầm bí mật mới được. Anh Hút phải cần đào xuống lòng đất để làm cái tầng hầm bí mật dưới lòng đất nha mọi người. Đào xuống. Wow, có kim cương anh giấu ở đây nữa nè. Đó, thấy chưa? Hôm trước anh giấu kim cương ở đây đó. Rồi anh đào xuống nữa, sâu xuống. À, mình đã xây xong được tầng hầm bí mật của mình rồi nè. Đó, bạn thấy không? Quá trời bedrock luôn, mình xây xong mình còn có mấy cục à. Bây giờ thì mình sẽ xây phần còn lại nha. Mình lắp lại luôn. 1, 2, 3. Đó, lắp lại luôn nha mọi người. Đó, mọi người một hồi nữa, mọi người muốn biết cách nào để mình vô tầng hầm bí mật này thì mọi người chờ nha. Đây mình sẽ lấy cái entrance nè, đó, entrance là lối vào nè mọi người, tầng hầm bí mật này, cái cổng vào tầng hầm này nha. Đặt ở đây. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ ra một cái luồng khói màu tím. Bây giờ làm cách nào để mình vào tầng hầm của mình đây? Mình sẽ dùng con mắt của Ender nè. Đó, mọi người thấy không? Mình mà cầm con mắt lên thì nó sẽ hiện ra một cái chữ này nè, cái gọi là cái gì á, mình không biết nữa, nhưng mà nó sẽ hiện ra một cái đường như vậy nè. Thì đó là cánh cổng vào trong cái tầng hầm bí mật của mình đó mọi người. Mà cách nào đâu phải tự nhiên cái mình đi vô vậy là mình vào được đâu, mọi người thấy không? Đâu phải đi vô vậy là vào được đâu. Đó, mình phải có bí mật mọi người ơi. Đầu tiên mình phải quỵ gối xuống, mình ve từ từ vô và mình búp. Đó, mọi người thấy chưa? Anh Red Hood đã trúng được vào tầng hầm bí mật của mình rồi. Đây là tầng hầm bí mật của anh Red Hood nè. Để Red Hood dẹp cái cúp này vô cho mắc công nữa không, nó biến thành mấy cái khối rơm nữa. Và ở đây mọi người thấy không, nó có một cái đường này nè. Đó là cái đường này là nó chỉ lường ra nè, thấy chưa? Nhấn vô cái mình trúng ra được luôn. Và bây giờ mọi thứ là ở trong bằng bedrock hết rồi, và mình rất là an toàn mọi người ơi. Chị Panda không thể nào dùng TNT phá được bedrock nữa rồi. Thôi trúng vô tầng hầm bí mật thôi nào, trúng vô. Ui, rồi vô tầng hầm bí mật của mình. Wow, tầng hầm bí mật bằng bedrock siêu đỉnh siêu xịn luôn. Bây giờ ha, mình sẽ chuẩn bị vũ khí của mình ra nè. Đây là bàn enchant nè, bàn enchant siêu vip nè. Mình sẽ để bàn enchant siêu vip ở đây nha. Để ra. Đó, mọi người thấy không? Đây là bàn enchant siêu vip của mình nè, mọi người thấy không? Mà thì tại sao là nó là siêu vip thì Red Hood sẽ chứng tỏ cho mọi người biết tại sao cái bàn enchant này Red Hood gọi là bàn enchant siêu vip nha. Bây giờ thì mình đứng ở đây, mình xếp xuống một cái thì nó sẽ hiện ra những cái lock này. Cái lock này nó gom mấy cái chữ trong cái mấy cái khối này nè mọi người, nó tập hợp lại thì nó sẽ enchant được đúng không? Và khi mà mình không muốn enchant nữa thì mình sẽ bước qua bên này, mình gầm như thế này cái làm mọi người thấy không, mấy cái lock mình tự động nó biến mất hết. Mình đã có được bàn enchant siêu vip rồi thì nó vip ở chỗ đó đó mọi người. Và bây giờ để mình lấy một cái khác ra nữa, đây là cái gọi là cái lò bất tử á mọi người. Cái lò bất tử là nó như thế này nè nha. Thì ví dụ như mình đặt một cái lò ở đây đi, cái lò ở đây đi ha, ở đây đi. Úp. Đó, mọi người thấy không, lúc nào nó cũng phực lửa hết đó. Và cái lò này thì mình có thể dùng để nấu thịt mà không cần than luôn mọi người ơi. À, ở đây mình còn 64 thịt nè, rồi mình bỏ 64 thịt heo vô nè, nó bỏ vô. Mọi người thấy không, anh Red Hood đâu cần bỏ than đâu mà lửa ở đây nó vẫn đang cháy luôn nè mọi người. Thì cái đó gọi là cái lò siêu vip đó. Thì trong cái tầng hầm này mình rất là an toàn luôn, không có ai có thể vào đây được hết á. Và bây giờ thì mình sẽ đặt cái này ra, cái này gọi là chuông báo động để mình chung ra đi, chung ra. Đặt ra, ê chết rồi bà rồi. Mình đáng lẽ mình chuông báo động thì mình phải đặt ở dưới chứ, mình phải đặt ở dưới. Thì mà để hút cho mọi người coi chuông báo động là như thế nào cái đã. Bây giờ thì mình sẽ đi ghe vô trong tầng hầm chung vô đây. Xong mình sẽ đặt cái chuông báo động của mình nó nằm ở đây. Đó, cái chuông báo động này á, khi mà có một người nào đó bất ngờ xuất hiện hay là chạy vào trong tầng hầm bí mật của mình thì chuông báo động này nó sẽ quay để báo động cho mình biết. Nhưng mà bây giờ thì chưa có ai vào nên nó sẽ không báo động được đâu. Rồi, xong xuôi rồi mọi người ơi, mọi người thấy không? Anh Red Hood đã trang trí xong cái phòng của anh Red Hood rồi nè. Đây là một ngôi nhà mới của anh Red Hood. Rồi, thịt này nó lấy thịt heo ra ăn. Ngon lành cành đào luôn mấy bạn ơi, quá sướng. Anh Red Hood đã có một căn nhà ở dưới lòng đất rồi. Và siêu an toàn luôn nha, tại cái này là bedrock mà đâu ai đập được đâu đúng không? Rồi, bỏ cái này vô. Và bây giờ đến lúc anh Red Hood enchant lại cái bộ đồ của anh Red Hood rồi để cho bộ đồ của Red mạnh hơn. Bây giờ mình sẽ lấy hết bộ đồ của mình ra mới được, lấy hết ra. Đó. Và mình sẽ lấy chai kinh nghiệm ra nè mọi người ơi, để lấy chai kinh nghiệm ra nè. Mình sẽ đập kinh nghiệm cho mình lên cấp mới được. Đó, mình đập lên cấp được 51 rồi, cấp mình 51, 52 nè, 52. Xong, 52 rồi mọi người ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ enchant bộ đồ của mình lên. À, mình thiếu ngọc lily. À, đây có ngọc lily nè. Cho nó hiện ra mấy cuốn sách nha mọi người. Hiện ra mấy cuốn sách. Đó, nó sẽ hiện ra mấy cái chồng sách này lên nè, đang cho chữ nó bay vô cái bàn chế tạo gì. Cái bàn phù phép mình nó phù phép được chứ. Mình bỏ cái bàn phù phép vô đây, mình bỏ bộ đồ vô, mình bỏ ngọc lily vô. Chậm hỏng bảo vệ hô hấp 3, ngon lành cành đào. Rồi, bỏ vô nữa. Rồi, xong xuôi, mình bận hết bộ đồ của mình vô mới được. Đó, bộ đồ enchant của mình, kiếm kim cương enchant của mình siêu mạnh rồi. Bây giờ mình sẽ qua mình troll chị Panda mới được. La la la. Ừ, mình phải cầm Ender đây, một hồi mình cứ đi ra ngoài nữa. Búp, xong. Đi qua nhà chị Panda thôi nào. Woo!
chị Banda dám cho mình nữa hả? Liêu, chị Banda cụ bắp em cũng có giáp kim cương nè. Chị có ngon nè, qua đây dí em nè. Trời ơi, cụ bắp vô đây. Giáp. Ủa, vô đây. Có ngon thì dí đến lúc nè. Trời ơi, chạy chậm như con rùa, đúng là chị Banda là đồ con rùa. Ơi, cánh cổng kìa mấy bạn ơi. Dây vô. Ui, dung vô lòng đất. Dung vô lòng đất luôn. Yes, yeah. Chị Banda, ta đọc ảnh không biết mình ở đây đâu. Chị Banda ngu ngốc. Chị Banda ngu ngốc phải. Cô đã trong lòng đất nè. Ô, trôi xuống lòng đất hả? Trời ơi, chị có TNT nè hết ơi, chị sẽ cho em trồi lên nè hết ơi hết. Liêu. Mình ở dưới này mà an toàn rồi mọi người ơi. Chị Banda có cho được mình đâu. Yeah, hút an toàn rồi. Rồi đặt TNT nó hù ai với hù mình là không có được. Liêu, đặt thoải mái đi, hút không có sợ đâu. Giờ có nước chị Banda đặt 100.000 cái TNT mình cũng có chết nè mọi người. Hút không có tròi lên đâu. Liêu, rồi để mình coi. Không tròi lên hả? Không có tròi lên đâu, để mình coi coi. Rồi, chị cứ làm gì chị làm đi, em ở dưới này em an toàn vô cùng luôn. Đứng đây múa cột nè, múa cột la tăng múa cột. Phiêu phiêu, chạy. Nổ nữa kìa, ủa tin ti nổ kìa. Trời ơi, lủng một lỗ luôn mà hên. Cái lỗ này hồi nãy mình là lỗ kiến mà. Bởi vậy mình vẫn an toàn ở trong này luôn. Đây, mình vẫn còn đá nền, đây mình sẽ lắp cái lỗ này lại. Yeah, hút vẫn an toàn. Liêu, chị Banda. Chị Banda không làm được gì mình hết mấy bạn ơi, phải không? Đây là tầng hầm bí mật của mình, vô cùng an toàn luôn. Đó, mọi người thấy trong tầng hầm bí mật của mình siêu an toàn luôn, mọi thứ vẫn bình thường luôn. Bây giờ mình thử mình chung ra thử coi nè. Chung ra. Ui, trời ơi trời, tầng hầm bí mật của mình vẫn an toàn mọi người ơi. Mọi người nhìn nè. Trời ơi trời, chị Banda bà đặt TNT kìa. Trời ơi, lủng hết nguyên cái tầng hầm bí mật. Rồi cái tầng hầm của mình ra luôn nè. Trời ơi, đúng là bà Banda này bà nguy hiểm này chứ. Bây giờ mình sẽ chung vô tầng hầm bí mật của mình mới được. Chung vô. Đi ve lại mới được mọi người. Trời ơi, chung vô được tầng hầm bí mật cực khổ quá. Đúng là bà Banda bà phá hư tầng hầm bí mật của mình quá. Bây giờ mình còn một cái quả trứng cuối cùng. Thì đây gọi là quả trứng tên lửa hạt nhân. Bà dám phá tầng hầm bí mật của mình đúng không mấy bạn? Bây giờ mình sẽ đặt cái quả trứng tên lửa hạt nhân này ra mới được. Đặt ở kế bên cái lò đi. Búp. Đó. Mọi người ơi, mọi người có thấy không, cái viên hạt điện thạch này nó đang bốc khói lên đó. Đó là tên lửa hạt nhân của Redwood đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau cho anh chị Banda bằng tên lửa hạt nhân của tầng hầm bí mật nha mọi người. Mọi người ai đồng ý anh Redwood cho anh chị Banda thì mọi người hãy nhấn like đi nào. Và đừng quên là nhấn subscribe cho anh Redwood nha. Mọi người có 5 giây để nhấn like. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nhấn like chưa? Bây giờ thì em đến hút sẽ cho anh chị Banda thôi nào. Đây. Đầu tiên là mình sẽ nhấn vô cái nút này. Và cái nút này nó sẽ dịch chuyển mình lên trên trời để mình có thể nhắm được mục tiêu. Thì lúc đó thì những hút sẽ nhắm vào chị Banda để cho chị Banda ăn một cái tên lửa nha mọi người. Đây, để hút cho mọi người coi nha. Nhấn lên và nó đưa mình lên trời, thấy chưa? Mình phải chạy thiệt nhanh qua nhà chị Banda. Chạy thiệt nhanh qua. Đó, chị Banda đang đứng ở dưới làm màu kìa mấy bạn thấy không? Đó, đợi bà đi ra nha, bà đi ra cho ta. Ôi da, chết. Thôi, ông biết trốn được bà không ta? Trốn! Ôi! Ôi! Tên lửa hạt nhân trốn bà luôn kìa. Wow! Mọi người thấy không mọi người ơi? Hồi nãy mọi người có coi được cảnh đó không? Một cái tên lửa rơi từ trên trời xuống và trúng vô đầu chị Banda làm cho bà chết queo luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ mình cho bà ăn thêm vài trái cho bà bỏ ghét. Bụp. Thôi mình chạy thiệt nhanh qua nhà chị Banda nè, thấy chưa? Bà đang đứng trước cửa nhà nè. Mình sẽ cho bà ăn một quả tên lửa mới được nè, chung vô nhà hả? Rồi, bắn tên lửa xuống. Bụp. Rồi, tên lửa bay xuống từ trên trời kìa. Trời ơi, mọi người thấy không? Cái nhà của bà banh chành luôn mọi người ơi. Wow! Bây giờ mình chạy lên coi thử mới được. Rồi, nhấn nút này. Bụp, bay lên nè, mình sẽ qua nhà chị Banda. Cái gì vậy? Banh chành ở đâu? Ý da, chị Banda, chị Banda. Liêu, chị dám cho anh em bằng TNT vậy cho chị chừa nha. Bây giờ em sẽ đuốc xuống em BBB với chị nè. Cho chị banh sát luôn, cho cái tội chị. Em làm đó, đó là tên lửa hạt nhân của em đó. Bây giờ chị chết với em á. Chị dám quýnh lộn với em à, dám quýnh lộn hả. Redwood đã chiến thắng chị Banda rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay của Redwood nha. Redwood đã tròn thành công chị Banda bằng tầng hầm bí mật và tên lửa hạt nhân rồi. Bây giờ thì mình sẽ đặt Metrox lên, mình đi về nè. Mình sẽ đi về tầng hầm bí mật của mình và cho nhà chị Banda banh chành luôn mọi người ơi. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bây giờ thì về thôi.